Hello, xin chào mọi người nghe. Mọi người ơi, thì chiều hôm nay thì Măng Cục ở nhà, Măng Cục không được mẹ đạp xe đạp chở đi chơi vì ở ngoài nó còn mưa mọi người, nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ không có chở Măng Cục đi nghỉ một ngày, mà nãy giờ em cứ buồn em cứ đòi đó mọi người. Cái xe kia mà hôm nay ở ngoài mưa mới xong nên là mình mệt quá nên mình không có chở đi bữa nay, mà nãy giờ Măng Cục cứ ngồi đòi lấy bóng con đi, lại lấy bóng. Ừ đúng rồi, nãy giờ Măng Cục cứ đu đu theo mình đòi đi chơi á mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đợi Ngọc về và mình kêu Ngọc chở bằng xe máy đi một vòng cho Măng Cục, đi dạo một vòng thôi tại vì Măng Cục quen rồi, ngày nào cũng đi hết á. Con chơi đi xíu Ngọc về nha, xíu Ngọc về thì mình sẽ đi ra ngoài mua cái gì đó. Hôm nay mình cũng không có nấu cơm nữa, nên là mua cái gì đó để về nhà ăn thôi. Rồi sẵn cho Măng Cục đi dạo vòng cho Măng Cục thoải mái. Thấy gì ạ? Gì ạ? Cái gì? Gì vậy? Nó thấy cái gì trong xe của mình rồi? Xe mình dơ quá các bạn ơi. Sao? Không có liếm nghe. Ừ đúng rồi. Đó, con lên xe đi. Đi lên xe đi. Nãy giờ cứ lại ngó cái xe đạp á các bạn. Ngứa rồi, chắc mai tắm được rồi, mai về mà. Thôi để cuối tuần rồi tắm. Con lên xe đi. Nãy giờ về cái đồi mình đi chở đi chơi à, cứ chạy lại xe đạp cứ đu đu theo mình á. Làm gì ạ? Nó làm gì trong đó vậy trời? Con làm gì con? Trời ơi, à cái giấy dán tường nữa. Hey, no 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 no. Nó cắn cái đó, không có cắn đó. Đi ra đây. Đi ra đây nhanh lên. Chắc ở nhà nó khám phá. Ừ đúng rồi, xe đạp đi, trèo lên xe đạp đi. Có một mình á thì cũng buồn, cũng thấy thương á mọi người, nên là chiều nào á cũng chở đi chơi bù lại. Còn người ta có nhà người ta nuôi có một hai bé rồi, hai ba bé rồi, giỡn chung cũng đỡ. Còn Măng Cục thì có một mình nè, nên rất là buồn, thấy thương lắm. Thấy mình đi về cái là mừng đu theo mình nãy giờ nè. Ừ, chút xíu Ngọc về mình kêu Ngọc chở đi chơi nghe. Đó, nghe tiếng xe ở ngoài đường á, nghe tiếng đó, nghe tiếng xe chạy qua một cái là ngó ngóng dữ lắm các bạn ơi. Con lên ghế ngồi đi. Con lên ghế ngồi đi. Con lên ghế ngồi cho mẹ. Nhanh lên. Cái gì vậy? Biết sao không? Chạy ở ngoài công viên ghế là nó cũng ngứa nên phải tắm nhiều hơn, thường xuyên hơn. Vậy ngứa nữa rồi. Nên mình thường cho ra công viên chạy nên chắc là dơ hơn. Nên là nay một tuần mình tắm Măng Cục phải 3 lần. Thường thường mấy bữa trước á, không có đi nhiều á, không có chạy công viên á thì 2 lần thôi. Còn nay có ăn gì á? Hả? Con mới ăn cái gì? Tại sao? Mình chửi nó là nó bu rồi. Sao con mới ăn gì vậy? Con trai, chút xíu đi. Chút xíu Ngọc về rồi mẹ chở con đi chơi nha. Bóng con nè. Bóng mà các bạn. Các bạn thấy bóng không? Các bạn thấy bóng không? Mình thổi trái bóng thiệt to đây cho mẹ đi. Nè, các bạn thấy. Các bạn coi nè. Nè lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Các bạn coi mà cùng. Coi tướng nè. Ừ. Chết cha rồi, trời lạnh trời mưa rồi. Coi cái tướng nè các bạn ơi. Nên mình quay về cho các bạn thấy cái tướng của ảnh nè. Cái tướng nè, cái bóng mà mình mua mình thổi to mà nó cắn với là nó xì nhỏ xíu như các bạn. Gặm bóng vậy đó. Sao gặm bóng cũng không có tốt đâu nhưng con ba cái màu đó đó thèm vú mẹ hả? Hả, nên là cái bóng mềm mềm thèm vú mẹ hả? Để mình lấy cái bóng ra nha các bạn. Okay. Đây đây là cái khu vực đồ chơi nè, bây giờ mình sẽ
Lấy cái bông bành, cái bành cái này nè nó mới ghi. Hay là cái này. Ok, mình lại sẽ thấy hai cái này. Rồi mình sẽ cho bạn cục chơi. No. Nè, các bạn coi nè. Đi lấy cho mẹ. Mang gì đây? Đi lấy cho mẹ. Mang gì đây? Mang gì đây? Mang gì đây? Mang cho mẹ, mang cho mẹ. Bánh nó. Nhanh. Mang gì đây? Mang cho mẹ. Giỏi, chưa cô chú mang cho mẹ. Ok, đưa đây. Cái thằng không đem đúng không? Đem cho mẹ nè. Mang cục ơi, đem cho mẹ. Mang cục, mang cho mẹ nè. Ơ. Nó mê rồi. Em cho mẹ đi, mẹ quăng chơi vậy đi lấy nè, nhanh lên. Đó, nó nghe xe không mà chứ chạy mình ngó. Bây giờ có đưa thằng chó coi tướng nào là cô chú. Bự quá rồi, đem đi cho mẹ. Mang đây, chích chi, mang cho mẹ giỏi. Ôi, cái dây nè. Trời 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 trời, bà nổi nè. Trời trời, trời con nó tăng động nè. Nó gị lên nè, gị lên đi. Trời ơi, nó gị lên nè, nó dùng sức nó gị nó cho trôi trôi. Ôi, nó làm bạo lực quá. Để mình lấy lại giật của nó thử. Ôi, nó giữ nó thấy chưa. Ôi, ôi, nó giữ rồi thấy chưa. Nó ngậm trong họng luôn kìa. Để mình lấy của nó. Để mình lấy của nó thử coi. Đưa đây cho mẹ. Nó giữ kìa. Trời ơi, nó dữ lắm đó, nó dữ lắm á. Mình đụng nó không cho à. Đó, nó chết rồi, mình lấy rồi, mình lấy nó rồi. Nó ghi lại nè, đó, nó ghi bú gá. Đó, nó ghi lại nè, đó. Đó, thấy chưa. Ôi, nó dữ nè, dữ nè hả. Dữ hả. Ôi, ôi, ôi. Đó, ôi, nó dữ nè. Anh chờ, anh chở cái hỏng chân luôn rồi hả. Nè, giờ trời, trời, trời. Trời, trời. Trời ơi, nó làm gì đâu mà ầm ầm. Để mình lấy cái này mình quăng thử coi nó có đòi không. Nó có nhả cái đó ra coi ngậm lấy thương không của chú. Nè. Giờ mẹ mẹ quăng cái này thử con có lấy không nghe nè. Nó nghe. À, nó bỏ cái này ra. Đó nó ngậm cục xương, nó đang canh nè đó. Trời ơi, nó nhảy luôn nè. Ồ, kêu chưa thấy không? Đó, nó lại nó thấy cái này kìa. Nó đang nhai cái đó, nào đó thủ thế nè. Đó. Á da, á da, chết cha rồi. Đau quá. Mày thấy mình dục cái gì? Đây nè. Nhà tướng này cả. Để đang cắm luôn dục này kìa. Lắm. Đúng cho mẹ. Cái này nó dữ nè. Trời ơi, cho mẹ mượn cái này đi. Ôi yeah. Nó cắn nó đang nó tăng bị tăng động lắm không? Nên nó gì đó nè. Trời ơi. À, nó dữ. Ồ ừ, nó dữ. Có đưa cho mẹ không? Rồi nó gị lại nè. Buông ra. Ồ nó táp, nó táp xong vô nó dữ nó khôn ghê. Ôi, có tướng nè, cái tướng đứng nè, cái tướng đứng ghì lại nè. À, đó, cái đó, cô chưa thấy đó, nó giật nè. Mình kéo đây ra nó cái gì. Ôi, giật nó nhả ra không? Đó. Ôi, nó nhấp vô, nó nhấp, nó khôn. Giờ. Nó đang nhìn nè, để cho mình giục giả thôi kìa. Nó đi tìm, đăng ký kìa. Đi tìm đi, đâu rồi? Tìm không có đâu, đi tìm đi đâu, cái cụ chùm dây đâu, mẹ đâu có giữ đâu, nó lại nó hửi ra mà đi đi, lại kia kìa, trong góc kìa, tìm nhanh lên, chết rồi mất tiêu rồi, nó khôn ghê, nó đi tìm là cứ dốc đó, nó đang tìm đó. Yeah, nó nghe tiếng xe. Ờ, nó tưởng Ngọc về á. Phải Ngọc không con? Đâu phải đâu chị mà. Đem dây lại cho mẹ, đem ra đây. Ui cha, ui cha, ui cha. Coi nữa nè, nó thích giỡn với mình, kéo co gì với mình nè. Nó đem nè. Trời, nó cắn, nó tạp trúng tay đau lắm nha các bạn. Coi nè, nó đứng thuốc thế.
cái thế thủ để chụp đó, nói thấy chưa đó, thấy không, đứng cái thế thủ đó, đem lên cho mẹ nhanh lên, đó đứng cái thế thủ vậy, coi kìa, trời ơi trời, tướng kìa, tướng trọng mông hả mày, trời ơi, ôi nó cạp, nó vui á, cả ngày có ai giỡn với nó đâu. Đây các bạn, đó, nó nhìn nè, ngọc đó đó các bạn coi nè, nó thấy rồi, nó thấy rồi, đi coi nó bạn. Nó kiếm mình, nó nói mình nè, đó nó thấy ngọc nè, đó các bạn thấy không, nó nhảy nè, để coi mình không mở cửa nó làm sao, nó sủa nè, để coi, trời ơi nó nhảy lên, trời ơi nó nhảy nè, con tự mở cửa đi, đó, nó nhảy nó mừng nè, thấy không các bạn, trời ơi, rồi bây giờ mình mở cửa cho ngọc vô rồi nó sẽ đu ngọc cho mình coi, đó nó biết rồi, đó nó chạy ra đó. Các bạn coi nó nè, nó đu nè, coi nó đu ngọc nè, đó 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 nè, nó mừng lắm đó, thấy chưa các bạn, nó đu mà phải ẵm nó một cái nó mới chịu, còn không thử coi tới tối luôn nó mừng á đó. Đó cả ngày, giống như cả ngày rồi, có người về nó rất là thích đó, sủa sủa, ngọc đưa tay ẵm nó thử cái, ngọc lọt đồng hồ đi. Ờ, nó vui bất chấp luôn kìa. Đó, trời trời trời, nhảy nhảy cái hai đó, bây giờ ngọc ẩm nó lên nè. À. Đó, ngọc ẩm nó lên nó rất là thích. Nó mừng á, giống như nó mừng nó đỏ, trời trời trời, chân nó kìa. Nó cào chặt nát quần áo của tao. Chân nó hung hả? Nó hung được kìa. Thiệt tình chứ. Được rồi, đó, 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 chu chà. Bước ra đây coi. Đó nó thích kìa, à, nó vui kìa, cái mặt nó được ẩm kìa, trời đất ơi, chiều nay không có nấu cơm, Ngọc về mà tao nói chưa kịp lên thành lẹp dẹp đồ ra, lột đồ ra là mà giảm nát điện thoại của mẹ đi, ôi nó vẫn còn mừng, phải ẩm nó một cái nó còn vẫn mừng á, chứ thử Ngọc không ẩm thử coi. Được rồi. Bây giờ chạy trên gầm đi, bữa nay mưa cả ngày, với lại không có chở nó đi chơi, về không có chở nó đi chơi, bây giờ thôi mình chở nó cắn rửa tay hả, thôi bây giờ mình sẽ đi chở nó một vòng ra ngoài nha các bạn, thấy không, nó mừng quá mà không chở đi là tội nghiệp lắm, mừng quá mà dỗ cho coi, từ từ để coi nó nhiều không. Sao con? Ngọc đâu? Nó mừng rồi đó. Nó không tha cho nhở. Thôi bây giờ mình xin tạm dừng video này các bạn nhớ đăng ký kênh ủng Được hộ rồi. cho mình, ủng hộ cho Mang Cục nha các bạn. Được rồi em hỏi ơi. Bồn nó hả chưa quá ơi ngọc về chết 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 ch